Thôi được rồi. Bây giờ á, mọi người đang có xem livestream mà có yêu thích cái sản phẩm sữa tắm này bên em thì hãy nhanh chóng để lại dưới comment giùm em. Miêu bác, phải nhanh mới được, chậm là không có đâu. Nay á, em chơi lớn, em tặng miễn phí chai sữa tắm này cho mọi người. Em tặng cho các bạn nào mua chai dầu thơm trị giá 500 ngàn của bên em. Tiền bạc đối với em đâu có gì quan trọng đó. Em bán chai dầu thơm 500 ngàn, em lời có 400 ngàn. Em tặng cho mọi người chai sữa tắm 50 ngàn thì đủ thấy là em yêu quý mọi người như thế nào rồi. Cho nên mọi người không cần đắn đo nữa. Hãy để lại những cầm em lẻ lên. Lẻ lên đi, em chờ cũng được. Nhưng mà phải viết đúng chính tả là miêu bát. Miêu là sữa, bát là tắm. Viết sai chính tả là không có mà xài đâu. Bạn nào hỏi sao bữa nay em tâm trạng quá hả? Đâu có đâu. Bữa nay em thật sự rất là vui lắm mọi người. Em rất là vui trong lòng. Buồn bực ai chứ trời. Em đang vui mọi người thấy. Tại vì em thấy á, trong cái nhà này ai cũng chỉ biết kiếm tiền thôi. Ai cũng ngày đêm kiếm tiền. Chỉ có một mình em, một mình em là biết xài tiền thôi. Không có ai kiếm tiền ra mà xài được đâu. Em xài hết trơn rồi. Em xài rất là nhanh gọn lẹ. Em xài tiền giỏi lắm mọi người à. Nhưng mà tại sao họ lại không hiểu cho em?